Xin chào mọi người. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách nhuộm cân bằng màu nâu cà phê để cho mái tóc khô sơ này. Các bạn nhìn cái mái tóc này. Dã man luôn, cái tóc này của khách làm năm ngoái bị cháy nhá. Các bạn hãy bấm đăng ký để theo dõi những video hướng dẫn làm tóc của mình. Chúc các bạn thành công sau khi xem video này. Đầu tiên để nhuộm được cái tóc cân màu cân bằng ấy, thì các bạn phải biết cách pha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách pha. Mọi người chuẩn bị cho mình tip 811 677 3.0 4.0 và 5.0 cùng với một chai oxy 6 và cách pha như sau. Tip 811 các bạn bóp 40%, 6.77 các bạn bóp 60%, tip 3.0 các bạn bóp 10%. Tiếp theo các bạn lấy 4.0 các bạn cũng bóp 10%. Và tiếp 5.0 các bạn cũng bóp 10%. Các bạn bóp, các bạn chỉ cần cân nó tương ứng với nhau thôi, không cần phải dùng cân đâu. Và các bạn đi oxy 6 cho mình nhé. Với chất tóc khó lên màu ấy, thì các bạn đi oxy 7.5 cho mình nhé. Và các bạn đánh đều các thuốc lên. Các bạn nhớ xem hết những video thật kỹ, video của mình hướng dẫn nhé. Và làm những cái gì nhé. Các bạn xem thấy hay hữu ích thì hãy bấm đăng ký, like và để lại bình luận. Bạn nào mà test thành công rồi thì hãy để lại bình luận trả bài cho mình nhé. Với cái tóc vừa nãy của mình thì mình đã ép rồi, mình đã duỗi cho khách rồi. Mái tóc này chán lắm, khách này thì 100% là gội clear và chưa biết dùng đầu xả bao giờ. Và năm ngoái làm thợ khác đã làm mà không để ý tóc khô như nào và làm đã bị cháy. Và cháy và các bạn ấy cũng có tỉa cao lên nhưng mà không thể hết được cái phần cháy đấy các bạn. Thế nên lúc các bạn xem ấy, lỗ phần đầu nó còn cháy. Tao đấy mình phải xử lý theo kiểu xử lý rưỡi của mình. Và hôm nay mình chỉ hướng dẫn các bạn cách nhuộm cân bằng màu nâu cà phê. Cái tóc của mình vừa rồi nó là 3 khúc màu các bạn nhé. Ở phần dưới ngọn nó là tông 6. Phần chân tóc mọc ra nó là tông 3 và cái phần lớp ngoài cùng ấy, nó tông 10 các bạn nhé. Nó rơi tầm tông 9, tông 10 rồi. Và cái phần đấy nó lại là nó quá sơ, không phải là sơ. Các bạn mà ở đây trực tiếp thì sờ vào các bạn sợ luôn. Nó gần như là không có cái độ nặng vào tóc nữa, nó như kiểu cái nhẹ như bông xốp luôn. Và để nhuộm được cái đầu này thì đầu tiên các bạn phải nhuộm cái phần tóc mọc ra trước nhá. Các bạn chải thuốc đến cái phần hết cái phần tóc tự nhiên đi. Và các bạn lúc chải các bạn chải quá ra một tí không sao cả nhá. Các bạn chải thật đều tay. Và mình xin lỗi nhé, tại vì video này của mình đã làm mất cái video lúc chải vào ngọn tóc và chải vào chân. Lúc mình không để ý, mình xóa bớt video trên máy mình đi, thì mình mới bấm nhầm vào cái video đấy, lúc vào chân mới lúc vào ngọn tóc. Và với bát thuốc mình vừa rồi hướng dẫn cho các bạn ấy, các bạn
Trải một đập ăn quan luôn, nhưng mà các bạn vẫn phải cho cái phần chân nó lên đều đều màu tí. Rồi các bạn mới trải ra ngọn. Khi nào màu phần chân nó đã đạt được khoảng tầm tông 5 rồi thì các bạn bắt đầu mới trải ra ngọn nhé. Các bạn trải thêm cả phần vào phần phần nối được cái phần tóc mọc ra, tóc nguyên thủy mọc ra, và các bạn trải ra đến ngọn cho mình. Và khi màu đã gần đạt thì các bạn sẽ trải vào chân. Và các bạn cứ để thôi, trải vào chân thì với cái màu cân bằng này thì các bạn trải vào chân thì các bạn để khoảng 10 phút nữa. Không sợ bị sáng chân đâu các bạn nhé. Các bạn cứ trải thoải mái. Nhưng vì sao mình không trải vào chân lúc đầu luôn? Tại vì không nên trải vào chân sớm quá. Các bạn có trải vào chân nó không sáng được màu hơn cái phần ngọn tóc nhá, cái phần thân tóc nhá. Tại mình không muốn trải để lâu quá ở trên da đầu khách. Cái màu này thì các bạn để khoảng tầm vào chân rồi, kể cả nó được màu rồi thì các bạn cứ để khoảng tầm 10 phút cho mình nhé. Rồi các bạn mới đi gội. Và bạn nào khéo tay ấy, thì trải thuốc nó vào lên sát da đầu thì càng tốt. Nó không vào da đầu nhưng nó vào sát da đầu thì càng tốt. Và đây cái tóc này mình đã nhuộm xong và giờ mình sấy khô. Ok, như vậy là cái tóc này mình đã ép xong và mình đã nhuộm cân bằng xong. Và giờ mình tỉa qua cho khách. Ok, như vậy đã xong. Cái mái tóc của mình đã xong rồi đây. Các bạn thấy màu ok chưa? Với mái tóc như vậy mà các bạn làm được như này thì đã quá thành công rồi. Vậy Quang Sa Cơ xin chúc mọi người thành công sau khi xem video này của mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo của mình. Tạm biệt.